Yeah, boy. Ủa? Ôi lòi phần. Nó bắn cái mặt nó hàng nghìn lần rồi ấy. Ôi, cái có phải chết không? Có phải chết không? Right? Right? Chết rồi kìa. À, this isn't good à. Tao lại nghe thấy nhạc Dark Soul rồi, mẹ mày. Đừng bảo phết chu nha con đi. How are you still alive? Tao đã hỏi mày câu đó mới đúng con đi, mẹ ơi. You suck. Ui, một hàng bắn sniper kìa. Ui, hay quá Dương ơi. Ui. Nhưng mà 1-3 thì thắng thiết bị hồ được. Are you sure about that? Dập đi, dập đi. Dập đi con đi. You better stop. Để tao quay lại. Mày, bắn bố mày đi. Mày làm gì bố mày đi. This is fine. No. No. No, don't do it. Thử đi vào cái đảo đầu lâu đó xem có gì không. Thì hôm bữa nhặt đây. Ừ. Tao nghĩ là thuyền ma sẽ nhanh lên. Đéo được, cứu tao, cứu tao. Cứu, cứu nhanh, cứu nhanh, cứu. 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 Đây, cứu. Đây. Từ. Nhanh lên. Từ cái đéo gì nữa, quá chậm chạp rồi. Một nước. Lắm nữa. Rồi, chiến không được đâu, 4 người à, xong rồi. Đây, tao bút được tao. Tao bút phụ đi. Rồi. Rồi. Mẹ mày, mùi vị chiến thắng tới ơi. Được không? Hai. Hai. Xét đánh. 3 cái. Mẹ em trúng 3 cái luôn. Được rồi, có đồ. Có đồ. Bô 3 hộp. Nhiều. Dừng. Chuẩn bị phanh lại. A few minutes later. Get your ass back here. Khoan, tao thấy cái thuyền ở đằng sau. Có một cái thuyền ở đằng sau. Nó vẫn đang đi theo mình kìa mày ơi. Mày ơi. Mày cứ đi đổi hướng đi nha. Tao nhảy xuống tao chơi chết con mẹ luôn. Thế tao nhớ là có Linh Minh. Mà đéo là chơi Linh Minh. Linh Minh hãy tặng. Làm chiêu cùng. Nó quay hướng khác rồi. Mẹ okay, mày. Tao chờ nó cứ thiền nó sáng với cả luôn. Sáng trưng luôn. Mẹ. Ờ, ít đéo dịu được. Thề ít thì vãi lần đi. Là còn cái thùng trà. Này, thùng trà. Ôi, mẹ em xét đánh tao chết rồi. Mẹ. Sao game lật ngẫng vậy nhở. Ui, cái lần đây. Chuyện chiến đấu. Đây tao nhìn này. Tao nhìn rất là kỹ luôn. Dùng cái nhỏ để mà nhìn. Sao rồi, sắp chín rồi. Oh god, it's so good. Rồi ơi. So good and tasty. Uầy. Được rồi. Uầy, nhìn ngon vãi. Another one. Ờ cái gì tiếng nhạc gì đấy? Ờ tiếng gì đấy? What the f***. Ờ cái gì đấy? Thuyền mạng.
cái hết hồn đúng không? Nhưng mà tao thịt lợn của tao. Nó sắp chín rồi. Chín rồi. Ok, mẹ tao xử lý được bọn này. Nó chim rồi, nó chim rồi, quay lại một cái chim rồi. Đang quay. Ăn miếng thịt lợn á. Ực. Còn gì tuyệt vời hơn ăn miếng thịt lợn dưới biển. Trời ơi. Nhiều mày, cái thuyền này mới gọi là to này, nhiều vãi mày ơi. Yes. Why mẹ để tao chụp quánh. Meanwhile, một vàng cái gì tao mẹ mà cái tiếng nhạc. À! Đừng. It was at this moment that he knew. He f***ed up.